Hello hello, tiếp tục hành trình Pokemon rác đấu Platinum. Trong tập này, mình sẽ tách thử Uji mẹ nước. Hãy để lại một like, một share và một subscribe để tiếp tục theo dõi hành trình pha đảo Pokemon Platinum chỉ với Pokemon hệ rác đấu thôi nha. Hello, xin chào anh em. Hello Tomiyuka nha. Này là tiếp tục chơi game thôi anh em. Tập này không còn gì để chơi nữa rồi. Không còn gì nữa rồi. Cuối tuần rồi anh em ạ. Mai là được nghỉ rồi. Làm nốt ngày mai được đi nghỉ. Tập này phải lên luôn. Thank you bạn Bước đã gửi cho mình một hoa hồng nhá. Thank you bạn Check đã... À hello bạn Check nhá. Tải như thế nào? Em vào kênh của anh rồi rồi vào cái phần kho game giả lập nhé. À cái này nó vẫn chưa lấy được. Hello Tuân Nguyễn nhá. Hello Hoàng Trùng Bịp nhá. Thank you Tomiyuka đã gửi cho anh một lượt thích. Giờ mình sẽ đi cho con Medicham của mình đổi tên thành Zenitsu học đòn Thunderpants anh em ạ. Học Thunderpants còn đi đánh ghim nước chứ. Hay là đã có, nếu mà học được Thunderpants thì sẽ có một chiêu để thay thế đòn Rock Tom. Có gì còn đánh được bọn hệ bay nữa. Bọn sợ vậy chứ. Thôi. Tắc. Rồi. Đây anh em nào muốn học. Anh em nào muốn học chiêu nhiều khi vào có thể vào đến cái chỗ sạc quan tật này nhá. Pokemon Mu Thau này. Đấy. Anh em mình sẽ kiếm những cái sạc để gọi là trao đổi, ông này ông sẽ dạy chiêu cho Pokemon của mình. Bây giờ mình sẽ dạy cho Zenitsu chiêu Thunderpan. Sau này sẽ còn chiêu Ipan nữa để còn đánh cái bọn rồng. Nhưng mà nếu mà mình không bỏ đoàn Kamai đi cũng ổn, nhưng mà nếu mình cũng không cần phải kiếm quá nhiều sạc. Nếu mà mình đi kiếm được hot skill thì mình có thể cho nó học lại những cái chiêu cũ cũng được. Sẽ có người cho cậu cho có một ông cho mình học lại những cái chiêu cũ ấy. Cũng ở trong cái thành phố ấy luôn. Qua đây cái đã. À mình hết honey rồi. Mình phải đi mua thêm honey vậy. Tầm này đang chưa có đủ. Bạn này có đánh nhau mình không nhỉ? Cho mình bạn này bị tắc ở trong đám lầy quá. Cũng giống mình. Lại khô găng à? Thôi cần đã. Tầm này Confuse. Ờ kiếm tiếp theo kiếm nước. Chắc hôm nay mọi người đi chơi chăng? Hôm nay nóng vãi trưởng luôn anh em ạ. Tối nay nóng vãi đái luôn mình. Khiếp luôn. Tầm trưa alo tầm chiều tối về nhà mở cửa ra thấy gió nóng vẫn ngủ ngục sợ. Anh yêu Hoàng Trục Vĩ đã gửi mình một lượt thích nha. Nào đi vào đây xem. Ô ở đây có đồ này, có cái quả bôn ở đây này, không biết là cái gì đây. Ủa cái chỗ này nó kín thế, giấu vãi. Ok hồi sinh là tốt rồi. Đồ này Hyper Potion là tốt. Biết là tầm này hình như ở đây vẫn chưa mua được Hyper Potion đấy sao ấy. Nào có ra con điện hay con nước mà không. À ra điện. Ăn X attack luôn. Căng thế mày. Để như anh gym luôn đấy. Ăn đồ các kiểu luôn. Kadabra đáng lẽ phải đổi người chứ nhỉ. Thôi đánh tiếp đi, ăn đầu phần. Lại đổi sang Infinite, nó lại đánh trước mình một đòn đau. Anh không đi kiếm con nào hệ bay à? Đây
bay đây. Con này, con này chỉ để học đón fly thôi. Kiếm hệ bay, kiếm hệ bay chỉ để học đón fly thôi. Còn Bidop sau tiến hóa lên thì cho học surf với cả waterfall. Thế là cũng chẳng cần phải kiếm hệ nước nữa. Thank you, chắc là Giòn đã gửi cho mình một 2 jun nha. Áo này hết đất đấy. À xì. Tác dụng phụ không xem hai buổi lại. Ờ, trước anh vẫn bắt rồi mà. Hôm trước anh đã bắt xem rồi, quên thôi, không nhớ đấy. Chứ anh ở thành phố trước lấy được đòn fly cái là anh bắt, là anh đi bắt con chim luôn mà. Thành phố kia luôn. Thành phố nào nhỉ? Thành phố có hệ giác đấu ấy. Cái này, ở đây là anh đã đi bắt con hệ bay luôn rồi. Mà thực ra thì lúc giờ lúc dùng lúc không dùng thôi. Nhưng tầm này là sẽ không dùng nữa này. Tầm này sẽ xin phép được gửi. À không, cứ để lại đi, gửi làm gì nhỉ. Thằng nào cũng không dùng mà. Đánh xong rồi tí nữa mình còn đi tiếp nhé. Ở đây được cái là những cái đứa đứng ở ngay cái cạnh cái center đánh nhau mình đánh lại được đấy. Hello nhá, hello tôi nhá. Focus spam. Con này đoạn vả mặt. Mặc dù Medicham start yếu nhưng mà nó lại là con chủ lực của mình anh em ạ. Bởi vì nó học được đoạn điện với đoạn băng. Nó lại còn có 200 kick nữa. Chỉ số special attack của nó cũng cao. Nên là đánh Nên là đánh mấy cái chiêu tâm linh cũng không tốt. Đấy rồi. Giờ thì ta không còn sợ mày nữa đâu. Thanh quan là mặt nó. Lúc à? Thì lúc tiếp tục. Thunder Punch. Ồ, chưa đi luôn à? Cơ bộ bị vào mặt mình rồi. Nửa cây không nhỉ? Hơn nửa cây luôn. Mẹ quyết thích cố hit luôn. Sợ đấy. Sao? Mày con này đi là hết con chủ lực rồi. Bây giờ con internet của mình ra được. Chắc là nó sẽ cho con Rosiala thôi. Lần trước nó cũng thế. Ờ đúng, ở lại cho Rosiala rồi. Suýt thôi. Ủa chứ đánh xong này cũng thì mình phải đi hồi máu được phát nữa. Rosiala Flame Rune này. Rồi Toyota. Sao? Ô. Mà bây giờ mình được, mình thành Infernape rồi thì mình học ớt quên rồi, tí giờ học ớt quên luôn. Còn lửa này một đoạn cũng quyết là đi hết. Thank you bạn Leo đã gửi mình một lần like nhé. Đâu rồi? Đĩa ơi đâu rồi? Đĩa mất rồi. Đây rồi. Bộ đoàn Maspan như vậy. Chơi Asprey chưa anh á? Chưa nhá. Thách anh bắt mấy con á thần rồi. Xong thì bắt thôi chứ. Khi nào chơi xong game sẽ bắt nhá. Hello Nhum nhá. Ở đây có bán máu không ta?
đứng của em level 14 hả? Ờ, tí anh cũng phải phải đi cày đứng của anh đấy, cho nó lên level 15 nó tiến hóa, để nó còn học được 2 HM hệ nước nữa. Có gì đỡ phải đi bắt con hệ nước nào. Đây. Thank you Mon thích chịu đã follow mình nhé. Khi nào anh chơi thử bản Pokemon ăn Mon đi. Bản này khá nhiều Pokemon hiếm à. Ok. Ok. Là xong anh tính là xong các bản Pokemon thường thì mình sẽ chơi các bản Boom Hack. Boom Hack thì đang xem có những bản Boom Hack nào nó có vẻ hay tí không. Thấy bảo nhiều bạn bảo bản Raikou. Đây tiếp này. Đây. Em mới đánh xong game này. À em mới đánh xong game nước này à. Rồi. Rồi làm gì tiếp nhỉ? Đi đâu nhỉ? À đây đường đây. À đây ông này. Có hệ điện mà vẫn bị hàng. À. Cây level cao lên tí là được mà. Đây con này của anh có mụn. Đội hình của anh có mỗi con Medicham là hệ điện này. Được mỗi được cái. Cơ bản được cái chơi. Tầm này mỗi con chỉ có mỗi hai con này mình cày đi cày lại. Đâm ra level nó đến đây nó cũng cao. Nhưng mà nói thật là cày có cao đến mấy vào gặp tứ đại thiên vương thì nó cũng quánh vỡ mồm hết anh nhỉ. Nhưng mà mình chơi đội hình giác đấu như này mình cũng không cày cho Pokemon của mình cao hơn Pokemon của tứ đại thiên vương đâu. Mình sẽ chỉ cày cho nó bằng cấp của tứ đại thiên vương thôi. Như kiểu bằng cấp con Gacham chứ không cày cao hẳn, chứ không người đánh thế thì nó cũng không có tí thử thách. À anh đang làm đội hình team phun giác đấu nhé. Chứ không thì làm gì có chuyện để đi dùng team đội hình ba con giác đấu kia mà mấy con chim. Nhưng đáng lẽ phải có kiểu thường phải có bóng tối có bay đúng không anh em. Một đội hình kiểu dĩ rồi có bóng, một con bóng tối một con bay, không có bóng tối thì cũng phải là có một con có đòn bóng tối. Mario tiếp à? Tốt. Không biết mình còn bao nhiêu chiêu nhỉ? Tí nữa check lại. Sao anh không chơi Pokemon như này á? À, thực ra anh không ham trò ấy lắm. Mình xem mình còn bao chiêu nhỉ? Mình còn 9 chiêu. 9 chiêu được, phân tơ được. Đến đoạn cuối ấy được. Hình như Rat học được Shadow Ball nhỉ, cái đấy mình chưa rõ nhé. Tại vì Shadow Ball mình chỉ nhớ là Rat học được một số đoạn như là Leaf Blade này. Leaf Blade, không biết Rain Punch có học được nhỉ. Mình đang định cho Brick Break nữa. Mình sẽ cho Rat học Brick Break, hoặc là nếu mà được học được Rain Punch thì cho học Rain Punch. Từ đó giờ em có dùng với xài chiêu hệ ma đâu. À, hệ ma thì thực ra hệ ma mình không cần dùng nhiều cũng được. Bởi vì hệ ma đánh đòn tâm linh là chủ yếu. Nhưng mà có đòn bóng tối đánh bọn giác đấu nhiều. Giác đấu nó gặp trên đường nhiều ấy. Nên là mình có đòn giác, có một con, có một đòn giác đấu trong người nó tốt hơn. À nhờ, hệ bóng tối. Có một con có đòn bóng tối trong người gặp bọn giác đấu đánh nó dễ. Gặp bọn tâm linh đánh cũng dễ. Anh nói bị anh đang nói bị mute nhé anh em.
mấy giờ anh like vậy? Mới like được có một tí rồi, mới có 15 phút. Em dùng phép để chơi với phép à? Ô, đánh lên level 40 rồi này. Bạn hệ điện này thì bà nhầm đi mẹ nước này mình thấy nó không đến mức khó lắm. Điều khó ghim hệ ma. Giác đấu cũng có gặp con Lucario cũng khá là hơi ngại với nó. Nhưng mà có Infinite thì đánh cũng được. À, nếu mà Infinite bằng level với con Lucario thì con Lucario speed nó sẽ cao hơn. Là đánh mà gọi là đánh nhau thẳng tay với nó thì nhiều khi mình phải đầu tiên mình dùng chiêu hệ lửa đốt máu đã, xong rồi mình sẽ chơi kiểu mình xong rồi mình sẽ dùng một chiêu must punch đấy, mình gọi must punch để mình đấm trước nó thì lúc đấy là nó sẽ không đi được trước mình thì lúc đấy mình mới ăn được. Chứ còn mà để hai đứa cứ mà mình mà cứ vả hai đòn hệ lửa mặt nó là nó cho mình đi luôn. Lucario lấy ở đâu á? Lucario sẽ lấy được khi mà mình đánh xong gym hệ thép. Mình sẽ lên một con thuyền, mình đi đến đảo gặp ông Relay. Lúc đấy mình sẽ làm nhiệm vụ với ông đấy. Đấy, khi làm nhiệm vụ xong với ông Relay thì mình sẽ được một quả trứng Lucario. Đấy, lúc đấy là mình có Lucario trong đội hình. Sao bản này anh chơi bản Fire nhé? Mình đi cây, mình đi kiếm Lucky Egg nhưng mà khó quá, xui quá. Toàn ra Oval Stone với cả hoặc là không có ấy không. Mà công nhận Lucky Egg nó cũng kiếm khó. Đúng là bản này thì bản Platinum này thì cày level nhanh nhưng mà tiền ít nên là Lucky Egg nó lại không cho. Nhưng mà bản Black 2 ấy thì tiền kiếm được nhanh nhưng mà cấp nó ít nên là nó lại cho cái Lucky Egg đấy. Nói chung nó cũng có tính toán cả. Đào đất ở đâu ạ? Đào đất thì thực ra là em cứ lấy kit rồi em đào đất thôi. Nhưng mà đào đất thì em định kiếm cái gì ở đấy? Anh đào đất là anh để kiếm sạc nhé, để anh học chiêu. Hoặc là nếu mà tốt được thì kiếm vài cái Huskill sau này Huskill sau này mình còn lấy được. Mình làm gì à? Để mình đi cho Pokemon học lại những cái đòn cũ ấy. Thì Huskill nó khá là tốt. Nhiều khi những con Glay sau khi tiến hóa dạng 3 xong nó sẽ không có những cái chiêu mạnh đâu. Mà những cái chiêu mạnh thường thường vẫn là ở những cái chiêu những cái level 1 của nó ấy. Nên là mình sẽ phải cho nó đi học lại đòn. Anh sẽ cho nó đi học lại đòn Leaf Blade. Chứ không thì cứ ngủ rồi. Chứ không lúc đầu nó có mỗi Magical Leaf yếu á. Đào đất ở đâu á? Thực ra nhá, khi em đào đất thì em cứ đào thôi. Em đào xuống xong em nhìn trong cái bản đồ ấy thì xem cái bản đồ chỗ nào đang lấp lánh thì em đi đến gần cái chỗ lấp lánh ấy, xong rồi em lấy cái chuột hoặc là cái khi mà em chơi máy thì em ấn vào cái màn hình cảm ứng ấy thì nó sẽ hiện lên cái gì nhở, hiện lên cái những cái chỗ lấp lánh để em đào thôi. Đào thì em sẽ đào ra được vật phẩm tùy theo nó cho vật phẩm đấy là cái gì, nhưng mà nhớ là đừng cố gắng đừng dẫm bẫy nhé. Bởi vì trước anh dẫm bẫy một lần rồi, cái anh chơi giả lập mà. Anh dẫm bẫy thì nó có một cái đoạn bẫy là mình phải thổi hết cái lá đấy thì mới qua được cái bẫy. Chơi giả lập làm quá hay có mic mà thổi. Thế cuối cùng là mình mất luôn cái set đấy, mình phải chơi lại. Xong kim này tới kim thép. Bây giờ là được kim gì rồi nhỉ? Mình được kim đá này, kim cỏ này, kim ma này, kim giác đấu này, kim nước này. Kim thứ 6 là kim thép, bây giờ đến kim thép. Nhưng mà bây giờ thì phải đi đánh, đi theo cốt truyện chính đã. Xong cái này chắc là bắt đầu phải tí Team Galactic đấy. Vừa nói xong là nó lại nói chuyện với Team Galactic luôn này. Làm thử phát gì? Làm thử phát đào đất á? Thằng Muzan này. Thử phát đào đất à? Đào đất thì nó lại nằm ở... Ở cái gì nhỉ? Ở cái màn hình bên dưới. Ôi được rồi, để tí anh làm cho. Nhưng mà để cuối game anh làm nhé. Để tí bữa cuối buổi livestream anh hướng dẫn làm cho. Tại vì cái đấy nó
tí khi mà muốn làm thì anh lại phải đổi lại màn hình để cho nó xuống màn hình dưới, tí anh tiến làm cho. À nếu mà em muốn tìm sạc thì em có thể vào trong cái gì nhỉ, không biết là xem không chơi nói rồi đấy, vào trong cái Safari Zone này, có một ông đứng ở ngay bên trong đấy, mỗi ngày sẽ cho em một cái sạc random. Bây giờ mình sẽ đuổi theo thằng kia. Mày đứng lại kìa. Hello bác Việt Vân nhá. Đúng lại nào. Mẹ thằng này nó cứ chạy đồng lúc xong nó xong luôn. Thằng này nó cứ chạy đường núp xong nó đứng lại xong rồi mình đuổi nó thì nó lại kêu là tại sao mày cứ đuổi theo tao ạ. Chịu luôn đấy. Anh bạn này như con gái vậy. Em bảo anh đi đi. Sao anh không đứng lại? Em bảo anh đừng đợi mà anh lại anh vội về ngay. Thế chịu. Khó quá. Ô đây thằng trả được đây. Tí thì lướt qua mắt. Biết thế, lúc trước em chỉnh thời gian 10 năm trước rồi tha hồ. Rồi ra hồ là sao chỉnh cho 10 năm thì được cái gì? Hai dạo này chán không có cứ đợi xem là hai hả. Win được Pokemon Y đổi tên à? Thế là xong được Pokemon Y 2 cho em. Mình Pokemon Y 2 là mình bắt sạch hết, sạch sẽ luôn, chẳng còn con Pokemon Legend ở trong cái bảng luôn. Vô lấy cái đổi chiêu á. Cái đổi chiêu là cái gì nhỉ? Chưa anh chuẩn bị đánh Elite Four à? Thực ra Elite Four bản Y2 cũng không có gì căng lắm. Potion. À. Ok, bây giờ mình sẽ đi lại cái mình sẽ quay về cái con đường đây. Cái con đường mà bị bọn Psyduck nó đứng chặn ấy để có thể giải tỏa mặt bằng giống như các nhà chức trách Việt Nam làm giải tỏa mặt bằng. Đấy. Chỗ này trong chuyện nhìn trông buồn cười, trông hay hơn cơ. Trông đông cơ, ở đây gọi có 4 con đã tí. Nhìn cái này cute vãi chưởng. Thank you thích đã follow mình nha. Trong chuyện nhìn trông đông lắm, không đi qua được. Ra quay ra sang lên trong game nhìn trông cute vãi chưởng. Có 4 con mà chúng mày cũng không dẹp nổi. Old Charm. My Grand has... Chắc là mình sẽ đưa cái ông cha mình cho bà ấy. Cho bà của Cynthia. Max Bell tốt. Liệu có may mắn. Mày có mình vẫn còn nó thích. Liệu có còn may mắn nào mình đánh ra được Lucky Egg không? Không có rồi. Ui lại Overstone ạ. Trời ơi lại Overstone. Trời ơi chán. Tưởng nào lại Overstone. À, chuẩn bị đến cái chỗ rừng sương mù đấy mẹ. Có con Medicham học đòn 200 kích vào đấy thì cũng mà khóc thét. Không đánh tự chết. Nhảy lên đá phát hơn được, đá trượt hơn được cái máu. Không gì nói lột sợ. Game gì ở game này là game Pokemon Platinum bạn nhé. Anh kêu Nguyễn Lộc đã follow mình. Ồ nhưng mà bây giờ mình sẽ phải cho cô găng của mình EPC phát đã. Sau
xong mình sẽ cày luân phiên giữa Yoichi với cả Zenitsu. Cày level bây giờ anh em cày level cho Shinobu phát đạn nhá. Đúng rồi. Và đó là tập thứ 11 của hành trình Pokemon Giác Đấu Platinum. Hãy để lại một like, một share, một subscribe để theo dõi tập 12. Mình sẽ đi lấy HM Default và có lần chạm trán đầu tiên với ông chủ Team Galactic Cyrus. Bye.